Rồi, hồi nãy là danh từ mà danh từ làm chủ ngữ là danh từ dùng be-in cộng danh từ. Vậy đối với trường hợp mà gọi là tính từ thì như nào? Ví dụ thầy nói là gì? Giận dữ á thì nó không có giúp ích gì hết trơn á. Thì câu này có chức năng cái chủ ngữ nó là tính từ, danh từ hay động từ các bạn. Giận dữ thì không có giúp ích gì hết trơn á. Nó là tính từ. Giận dữ là gì? Angry thôi. Nhưng mà thầy có nói là gì? Angry như vậy được không? Bởi vì angry nó là gì? Tính từ. Cho nên nhiệm vụ để làm chủ ngữ thì các bạn phải như thế nào? Being. Được chưa? Giận dữ thì không giúp ích. Thầy có chữ giúp là chữ gì? Help chức năng của nó là gì? Động từ. Giờ là gì không thì dùng gì đấy? Thì có chủ ngữ ít hay nhiều, thầy nói các bạn danh động từ là chủ ngữ ít hay nhiều? Ít. Mà có chữ không? Mà có động từ thì dùng isn't have hay là do, don't have hay là doesn't have? Doesn't have. Được chưa bạn? Bởi vì sao giờ thầy phân tích kỹ lại nè. Tại sao doesn't? Đầu tiên trong câu này have là động từ thì phải một là don't, hai là doesn't. Nhưng tại sao doesn't phải là don't? Bởi vì danh động từ luôn là chủ ngữ số ít, cho nên dùng doesn't. Và đã doesn't là động từ nguyên mẫu. Hiểu được chưa? Đó thì các bạn viết vào hai câu này cho thầy. Được chưa? À, câu này biết rồi đúng không? Thì biết câu này. Thì biết cái này nghĩa phía dưới. Giận dữ thì không giúp ích gì. Được chưa? Đó, hiểu được chưa? Thầy đã dạy các bạn cái chữ không cần, thầy đã dạy các bạn chữ cần thiết chưa ta? Cần thiết dạy chưa? Necessary dạy chưa ta? Cứ học luôn đi ha. Rồi còn thêm một cái ví dụ tiếp theo, đó chính là gì? Giận dữ thì không cần thiết. Chứ không cần thiết là từ gì? Là từ này. Đây là chữ cần thiết. Cần thiết chức năng là gì các bạn? Ví dụ như là gì? Nó không cần thiết để giận dữ. Cần thiết chức năng là gì? Hoặc là cái đồ này nó không cần thiết đâu. Cần thiết chức năng của nó là gì? Nếu cần thiết thì danh từ nó phải là sự vật sự việc không? Các bạn đọc câu hỏi, nó phải là hành động không? Cần thiết phải hành động không? Không. Nó phải là sự vật sự việc không? Thì nó là gì? Tính từ. Cứ đặt câu hỏi như vậy cho thấy. Được chưa? Thì nó là tính từ. Được chưa? Đó. Có tính từ thì phải có gì? Tính từ chính thì phải có to be. Được chưa? Vậy đối với trường hợp thầy đặt câu hỏi giận dữ thì không có cần thiết, thì nói như thế nào? Cũng tương tự being angry. Gì nữa? Doesn't hay là isn't? Isn't. Bởi vì sao isn't? Tính từ. Hiểu chưa? Rồi từ từ viết con viết nha, con viết. Nhưng mà bây giờ các bạn chuyển đổi lại câu này thành cái câu nó không hề dễ dàng khi là một giáo viên. Sử dụng it is, tính từ gì đó. Hiểu không bạn? Thì các bạn đổi lại cái này đi. Nó không hề dễ dàng gì? It isn't easy. Cái này có be in không? Không, phải là gì? To be. Đúng không bạn? Bữa thầy nói chưa? Tại sao lại to be? Bởi vì sau đó là gì? Một danh từ. Còn khi nào không có be? Khi mà sau đó là một động từ. To còn động từ thôi. Nhưng mà sau đó là danh từ, tính từ thì phải là to be. Hiểu không các bạn? Vậy rồi đúng không? Vậy đối với trường này cũng tương tự như thầy nói là gì? Nó không cần thiết khi giận dữ. Hoặc là gì? Nó không cần thiết cho chúng ta đi. Thêm cho thầy chỉ chúng ta đi. Thêm chỉ thầy chỉ for us đi. Rồi thì con các bạn sử dụng tương tự thì nói như nào? It is đúng không? It is gì các bạn? Cái này isn't đúng không? It isn't gì? It isn't, nó không cần thiết cho chúng ta để giận dữ. Được chưa? It isn't necessary for us. Tương tự thôi. Rồi gì nữa các bạn? To be angry. Hiểu chưa? Đó, hai câu nó tương tự. Không gì khác chưa? Nó chỉ khác một chỗ là gì? Câu này chủ ngữ là be angry, câu này chủ ngữ là it thôi. Tương tự cái nghĩa. Các bạn hiểu không? Rồi các bạn biết lại. Đó. Đó thì tiếng Anh bấm thoại. Rồi viết giúp thầy đi. Thầy kỳ nhất mà đang hồn bấm thoại nha. Muốn bấm gì phải xin phép thầy đó. Nó chỗ nó không thấy rồi chết rồi. Mimi. Thì đó thì thầy chuyển đổi các bạn danh động từ thành cái cấu trúc bữa giờ mình học.
cấu trúc này nghĩ ra dễ nhưng mà rất là dễ quên nha. Cho nên tối nay thầy sẽ cố gắng soạn bài tập với bạn. Bữa giờ bận quá, mẹ thầy về, cháu thầy về, chị thầy về, bận quá bữa giờ. Rồi xong chưa? Xong thì thầy bắt đầu làm bài tập. Khó nha, thầy nghĩ là cái bài này khó. Nhưng mà hiểu được không? Chỉ là thầy chắc là các bạn còn thời gian để các bạn làm bài tập thêm thôi đúng không? Để cho nó quen. Chứ thật sự thầy nghĩ là thầy dạy như vậy các bạn đã hiểu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm bài. Cái bài đầu tiên trong trong đề hình như phát hết đúng không? Cái bài đầu tiên trong đề các bạn viết xong chưa để thầy ra yêu cầu nè. Cái bài đầu tiên đó chính là các bạn chuyển đổi lại sử dụng danh động từ. Sử dụng cấu trúc nãy giờ, nãy là thầy danh động từ rồi sau đó biến đổi cấu trúc này giờ ngược lại. Hiểu không các bạn? Đó là các bạn phải tìm động từ quăng lên đầu câu. Nếu mà nó không có động từ thì nó sẽ có tính từ hoặc danh từ, thì các bạn dùng being tính từ hoặc danh từ. Các bạn hiểu không? Đó, cái câu nào có to be, các bạn coi có câu nào to be không? Có câu số 4 là to be nè, thì chắc chắn phải dùng being cái gì đó. Câu số 4 nè, rồi câu số 6 nè. À câu số 4 câu 6 à, phải dùng being. Đó thầy gợi ý các bạn rồi đó. Để chơi những câu còn lại là động từ thêm in. Động từ thêm in nó cũng chia ra hai trường hợp. Một trường hợp là có to be là dùng is. Trường hợp thứ hai là có động từ thì động từ các bạn viết lại y chang động từ thôi. Được chưa bạn? Đó thì các bạn cứ làm thử đi. Rồi làm thầy đi, làm nhóm thầy hỏi mắt. Câu nào thắc mắc thì hỏi thầy liền. À thầy ơi em chưa hiểu cái câu này cho lắm. Thầy sẽ đến thầy phân tích cho các bạn. Làm nhóm đi. Rồi thầy chưa hiểu chỗ nào? Ok. Rồi làm nhóm. Như có một số người bọn thầy kêu nói sao á, để con ạ.
cái câu này mà từ mới ta. Rồi, simultaneously cùng lúc hoặc đồng thời này nè. Effective thì câu số 2, effective là gì, nhắc lại mấy đứa? Hiệu quả đúng không? Peaceful là gì? Thanh bình, bình yên, yên tĩnh. Được chưa? Yên tĩnh hoặc bình yên. Peaceful là vậy chứ? Rồi đúng không? Yên tĩnh. Rồi, câu số 3, take time là kiểu như là nó tốn thời gian. Được chưa? Hoặc là móc, tốn gạch chéo móc. Prepare là gì các bạn? Các bạn chuẩn bị, được chưa các bạn? Chuẩn bị cho, prepare, chuẩn bị cho. Ceremony là gì? Cái nghi lễ, buổi lễ đúng không? Rồi, demanding job là gì các bạn? Nói là một công việc gì đây? Đòi hỏi cao. President là ai? Chủ tịch hoặc tổng thống, đúng không? Từ bộ nhẹ hết rồi. Rồi, câu số 5, require. Biết các bạn thầy, require mang nghĩa là yêu cầu hoặc là đòi hỏi. Này là động từ nhé các bạn. Yêu cầu, đòi hỏi là động từ đó. Effort là gì? Nhắc lại thầy. Ai nhớ effort là gì? Quên quên những cái khuôn mặt không học từ vựng. Nỗ lực hoặc là cố gắng. Được chứ? Ít ra cũng có bạn nhớ cũng mừng. Nỗ lực hoặc là sự cố gắng. Ủa chú record thầy viết rồi mày đúng không? Quẩn dễ sợ. Đó câu số 5 chú record quẩn viết rồi. Rồi ambitious là gì các bạn? Câu số 6 ambitious. Hả? Có tham vọng hoặc là gì? Có ước mơ, khát khao, đúng không? Rồi cái câu số 7, exciting là gì? Hào hứng, háo hức. Viết vào exciting, hào hứng, háo hức gì đó. Participate thầy viết rồi ha. Tham gia. Rồi, câu số 8, need là gì các bạn? Quá đơn giản. Còn plenty of vậy rồi là gì? Anh nhớ plenty of là gì? Nhiều, được chứ? Nó còn nhiều attention là gì? Cái sự quan tâm, cái sự gọi là chú ý. Được chứ? Attention là sự quan tâm hoặc sự chú ý. Take care of you quá dễ. Chăm sóc rồi, làm đẻ thầy đi. Xong như thầy kiểm tra là gì? Này không có nè, các bạn cố gắng nha, các bạn làm xong rồi các bạn dịch thử là mình làm đúng chưa nha. Bây giờ thầy dịch giúp em này. Câu này dịch là gì? Nó khó khăn khi mà có hai công việc. Ủa thầy biết nghĩ rồi mà má hả? Hoặc là cùng lúc thầy dịch là gì? Nó khó khăn khi có hai công việc cùng lúc thì mình nói ngược lại là gì? Thì khó khăn em nữa chứ đó. Các bạn nhớ là động từ nó dính liền, các bạn viết luôn một mạch luôn chứ bạn đừng có ngắt gì hết trơn á. Nè nếu bạn dịch nè, làm xong thì phải dịch. Nếu bạn dịch câu hồi nãy của em là gì? Có hai công việc thì cùng lúc có hai buổi làm xong. Hiểu không? Nó làm xong phải dịch cho thầy. Rồi, study in a course. Rồi, đúng rồi đó. Preparing for the ceremonies and take us. Ờ, đúng rồi đó, làm thử tiếp thằng tiếp rồi. Các hiểu không nhỉ? I went to talk, so please talk. Đúng rồi. Đúng rồi, cứ tiếp tục thầy. Khi học
tôi đi học đó, đi học ở trong một cái không gian yên tĩnh, tĩnh lặng. Người kia thì nói ngược lại là gì? Học. Học sao mà nó học được? Học trong một không gian tĩnh lặng thì nó hiệu quả hơn. Đó, thầy nói các bạn làm gì làm, làm bài làm giáo dịch chứ thầy. Nhớ là đầu con cái khóa này nha. Thầy nói em để tạo một câu hoàn chỉnh
thì một là bạn có to be, nếu không có to be thì bạn không có động từ, được chưa? Có động từ thì bạn chỉ động từ ít hay nhiều đó. Chúng ta nói chuyện to be nhiều quá, coi đúng là coi là số ba là gì? Nó không tốn chúng tôi nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái buổi lễ. Thì thầy nói lúc nãy là gì? Chuẩn bị cho buổi lễ thì nó không tốn chúng tôi nhiều thời gian, đúng không? Thì con này không có to be, không có to be bởi vì nó lại có xét là gì? Động từ luôn, chắc là động từ luôn. Từ điển chưa? Tùy trường hợp thì sao nó kích thích là gì? Nó hào hứng, nó phấn khích, được chưa? Thà nó phấn khích nghe kích thích gớm quá. Được, em ơi, hỏi cái nào? Chữ Isai là gì? Bây giờ Isai tin là phấn khích, nó là chức năng của nó tính từ luôn thôi. Thì em dịch là gì? Tôi cảm thấy phấn khích hoặc là nó phấn khích cho tôi khi mà tham gia vào cái cuộc vận động. Được chưa? Thì em nói ngược lại là gì? Tham gia cuộc vận động thì nó phấn khích đúng với tôi thôi. Thì em tu bi rồi, exciting rồi, mommy thôi. Thì còn gì em phức tạp làm gì? Có bao giờ mà làm bài mà giáo viên trừ điểm hay không? Có lắm, chứ ủa xíu đưa mình khoa làm gì? Đưa mình làm gì? Ê, đâu phải con hỏi nó làm được. Không có đưa mình khoa chức năng là cho nó động từ cho con đi nữa không? Không, thì đây là con phải trình đưa lên nữa. Thế đâu phải con hỏi con đưa làm gì? Thế là con có tiêu lỏng như này là rồi con phải dịch lại cho em nè. Nó đòi hỏi là nó yêu cầu nhiều nỗ lực để trở thành một phi hành gia thành công. Thì nói ngược lại là gì? Trở thành một phi hành gia thành công đòi hỏi nhiều nỗ lực. Thì trong câu này nó có, trong câu này là việc khoa chức năng của nó là gì? Động từ của bọn tôi phải không? Không phải chưa? Mà động từ thì đây có phải chắc chắn phải chi động từ. Đây là câu hỏi chưa phải chi động từ. Thì làm sao để chi động từ thì nó dùng biết nhiều. Hồi nãy thầy đã nói ra đây chủ gia động từ là chủ rất nhiều rồi. X thì động từ bằng như thế nào? Thêm S như vậy thôi. Em không còn thêm đu lơ gì nữa. Thì chưa được biết là từ đâu lúc cuối. Mẹ đi các con tôi được thôi. Rồi còn con này nữa không? Mấy con này là em nít là động từ. Làm sao biết nít là động từ? Bởi vì em thấy có đề nó đâu có tui đâu mà chính từ nhân từ. Nít là động từ thôi. Cho nên là cái tim nó không bị dư thừa luôn. Thì con này là gì? Chăm sóc người bé là còn là sóc. Đúng không? Nó đã có động từ số tu bi chứ nữa, hiểu không? Đó, em bỏ tu bi cái là xong rồi. Rồi còn gì hết hay không? Còn lại em con này, con này là chủ đề em con này, nó không tốn chúng tôi nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái buổi lễ. Thì nó hiện tại chuẩn bị cho cái buổi lễ không tốn. Tại sao nó có reason? Bởi vì chắc là động từ. Một khi đã có động từ á thì họ không có tu bi nữa, được chưa? Là con này là phủ định mà chủ xích cái người
được chưa? Đó, cả nguyên tắc nãy thầy nói gì cho bạn Hoàng có hiểu không? Ừ, sai tính chứ, thì sai mình bỏ cái kim làm gì? Nhưng mà quan trọng hiểu lắm á. Nó tự nhiên sai mình bỏ cái. Rồi, ok thầy sửa các bạn nãy, có bạn nào nãy giờ thầy chưa qua coi không? Rồi, vô sửa. Giờ không kịp làm bài kia nữa rồi. Hay bùa. Ủa thầy tắt cái gì vậy? Cứ nó tắt á. Ờ sửa ráng sáng sửa hết con máy bài kia gì nhà làm đi. Không kịp vậy chứ, học 2 tiếng không kịp luôn, 3-2 tiếng không biết. Rồi vô. Rồi bạn nào mà ngày hôm nay chưa hiểu vẫn chưa hiểu lắm á thì các bạn cố gắng là về nhà xem video thầy coi lại nha, thì hoặc là có thể thầy gửi lên group cho bạn coi lại luôn nha. Đảm bảo là các bạn học bài là bạn phải chắc chắn đó thầy, chưa hiểu thì phải coi lại nha. Chứ giờ thầy đâu không thể nào không có nhiều thời gian để thầy hướng dẫn từng bạn đâu. Rồi vô câu này dịch là gì? Nó khó khăn khi mà có hai công việc cùng một lúc, thì nói ngược lại là có hai công việc cùng một lúc thì khó khăn, được chưa? Rồi thì chơi having biến ha bỏ e thêm biên having two jobs simultaneously viết cho thầy nha. Rồi nguyên cái này là chủ ngữ số ít thì khó khăn, top là tính từ cho nên to be của nó là is, chủ ngữ số ít mà to be là is top nhanh gọn, được chưa bạn? Đó rồi tiếp tục câu tiếp theo. Nó hiệu quả hơn khi mà học trong một cái không gian yên tĩnh tĩnh lặng, được chưa? Thì nói ngược lại, học trong một không gian yên tĩnh thì nó hiệu quả hơn, được chưa? Trong câu này một lần nữa chủ ngữ là gì? Học trong một cái không gian yên tĩnh, và trong câu sau nó có tính từ chính cho nên vẫn có to be bình thường, được chưa? Thì viết lại study in viết lại cho thầy tới chữ space các bạn ha. Rồi gì nữa bạn? Thì hiệu quả hơn, is more effective, thì nó hiệu quả hơn. Tại sao có to be? Bởi vì có tính từ chính ngay đấy, được chưa? Rồi tiếp tục câu số 3. Nó không tốn chúng tôi nhiều thời gian. Cái này thầy có dùng many time được không? Cái này thầy dùng many time được không? Bởi vì sao mình được dùng many time? Bởi vì time không đếm được bao nhiêu much, được chưa? Hoặc a great deal of, được chưa? Nó không tốn chúng tôi nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái buổi lễ, được chưa? Đó. Thì các bạn nhớ thầy, take là động từ. Chứ take có rất là nhiều nghĩa nha. Trong trường hợp này, take mà đi theo time nó mang nghĩa là tốn thời gian, được chưa? Một khi nó là đã động từ rồi, phủ định thì người ta sẽ dùng doesn't. Tại sao dùng doesn't? Chủ ngữ ít là số ít, được chưa các bạn? Nó không tốn chúng tôi nhiều thời gian thì viết lại là gì? Chuẩn bị cho cái buổi lễ, viết lại y chang không tốn chúng tôi nhiều thời gian thôi, được chưa? Thì viết lại prepare, bỏ er, bỏ e thêm đi, prepare đi theo dưới từ for the ceremony. Rồi viết lại thôi, không tốn chúng tôi nhiều thời gian, doesn't take us much time, được chưa? Rồi ok, tiếp tục câu số 4. Nó là một công việc khó khăn, nó là một công việc đòi hỏi cao để trở thành tổng thống của một quốc gia, thì nói ngược lại là tổng thống của một quốc gia là một công việc đòi hỏi cao, được chưa? Thì các bạn vui lòng, cái này to be rồi, đâu có động từ đâu, chứ nó phải dùng gì đấy? Being, được chưa? Là một tổng thống của một quốc gia, viết lại a president. Rồi viết lại thầy tới chữ nation, of a nation, được chưa? Là tổng thống của một quốc gia. Vì gì nữa các bạn? Là một công việc đòi hỏi cao thì viết lại y chang là gì? Is a demanding job, viết lại thầy thôi, được chưa? Rồi ok, tiếp tục câu số 5. Nó đòi hỏi nhiều nỗ lực để trở thành một phi hành gia thành công, thì nói ngược lại, để trở thành một phi hành gia thành công đòi hỏi nhiều nỗ lực, được chưa? Thì becoming, bỏ e thêm đi, becoming a gì đó tới thầy chữ astronaut, được chưa? Nguyên cái này là chủ ngữ số ít, được chưa? Chủ ngữ số ít mà trong này có động từ không? Có động từ require. Chủ ngữ số ít động từ vẫn thêm s thoải mái, được chưa? Require many efforts như thế này. Ok, ok là rồi tiếp tục câu số 6.
It's not always good to be ambitious dành cho bạn. Nó không phải lúc nào cũng tốt khi mà chúng ta tham vọng. Đúng không bạn? Tham vọng quá thì đâu thể nào tốt được. Tham vọng quá nó thành gì? Kiêu căng, kiêu ngạo luôn. Đúng không? Đó thì câu này nói ngược lại là gì? Tham vọng không phải lúc nào cũng tốt. Mà tham vọng nó là tính từ rồi, cho nên phải dùng gì? Being. Để các bạn being ambitious, thầy nói rồi, ambitious là tính từ thầy dạy rồi. Being ambitious. Chủ ngữ switch. Mà câu này có động từ không? Không có động từ thì chắc chắn có to be. Mà chủ ngữ switch cho to be là is. Is not always good. Được chưa bạn? Đó. Tham vọng thì không phải lúc nào cũng tốt như thế này. Ok, đơn giản ha. Rồi, nhớ sửa cho chính xác các bạn, để về nhà mình coi lại. Mấy phần này dễ quên lắm đó. Có theo, nó háo hức đối với tôi. Hoặc là cái thằng có gì nói là nó háo hức đối với tôi không? Mình nói lại là gì? Tôi háo hức khi tham gia vào cái cuộc vận động. Được chưa? Thì nói ngược lại, tham gia cuộc vận động thì nó háo hức đối với tôi. Được chưa? Thì thầy sẽ dùng participating. Tham gia in the campaign. Được chưa? Rồi thì các bạn tính lại thôi, là nó háo hức với tôi. Is exciting for me. Được chưa? Đó, ok. Rồi câu cuối cùng. Nó, unit là động từ nha các bạn, còn là động từ đó. Nó cần nhiều. Nhiều gì đấy? Nhiều sự gì? Sự quan tâm, sự chú ý khi mà mình chăm sóc một đứa trẻ. Để như trong câu này có động từ này, mình nói ngược lại là gì? Chăm sóc một đứa trẻ thì cần nhiều sự quan tâm, chú ý. Được chưa? Taking care of a baby. Rồi, you need con thì dùng cái sức, you need vẫn thêm S bình thường. Plenty of attention. Nhanh, gọn. Rồi, trước khi về, ủa hay dạy lắm nha, hay dạy lắm luôn. Chị ứng nha 12 giờ đêm về luôn nha. Rồi, về nhà làm bài tập này thầy. Hết hai bài tập của các bạn ha. Cái bài đầu tiên đó chính là gì? Điền động từ phù hợp vào câu sử dụng danh động từ. Đó chính là các bạn đọc một câu này, rồi sau đó các bạn phân tích câu, rồi các bạn tìm cái động từ nào cảm thấy phù hợp về nghĩa, các bạn quăng vào. Nhưng mà buộc các bạn phải thêm in nữa. Được chưa các bạn? Đó, ok. Nói chung là thầy chia hết rồi, chia mời các bạn. Cái phần này rất là dễ, rất là dễ các bạn ha. Chứ bạn chỉ bằng điền động từ vào thôi, rồi thêm in. Được chưa? Rồi. Nhưng mà đúng rồi ha, các bạn cũng phải dịch nữa nha. Các bạn làm xong các bạn dịch cho thầy. Được chưa? Dịch thì các bạn có thể viết vào vở các bạn dịch. Thầy nhắc rồi nha, phần này các bạn viết xong các bạn dịch. Tối nay thầy sẽ gửi từ vựng mới cho các bạn. Ok, phần thứ ba đó chính là gì? Đó chính là bạn nối câu cho nó hoàn chỉnh. Cái phần này không còn bắt các bạn chỉ động từ gì nữa. Các bạn chỉ cần nối câu số 1 với câu nào mà nó phù hợp về nghĩa mà thôi. Từ vựng có nhiều từ vựng chưa biết, thầy sẽ gửi xong cho các bạn. Nhớ nhắc thầy nha. Rồi chưa, các bạn viết xong, các bạn nối xong, các bạn viết lại thầy, rồi sau đó chỉnh nghĩa. Được chưa? Rồi, không có như ngày hôm nay nha. Là bốn bạn mà chưa làm xong mà như mới làm một nửa thôi, thầy thay thầy cho ít 3 đề rồi đó. Bữa hôm sau là khoảng 5 đề đó. Mấy bạn đây, 1, 2, 3, 4 nha. Em nữa, rồi chưa 3 đề thầy thôi được rồi. Ok, rồi. Ủa thứ 7 học rồi hả? Rồi thứ 7 hoàn thành, mai hoàn thành thôi. 2 giờ ngày mai đúng không? Rồi em phải khỏi nha, em phải khỏi nha. Rồi, ok. Rồi, các bạn nào đóng phí không nè?